Chiều ngày 10 tháng 4 tại huyện Văn Giang, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố kết luận thanh tra toàn diện dự án khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế tại xã Phụng Công. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kết luận thanh tra, dự án khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế do Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Vật liệu Xây dựng Đại Hưng làm chủ đầu tư, trước khi thành dự án khu biệt thự, nhà khu phố đất này được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuy nen. Do công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, tuy nhiên, công ty đã cho xây dựng hoàn thiện hàng trăm căn biệt thự, nhà phố và ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Cùng với đó, dự án còn nhiều các sai phạm khác. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Vật liệu Xây dựng Đại Hưng nghiêm túc kiểm điểm trong việc thực hiện pháp luật về đầu tư, xây dựng đất đai, nhà ở kinh doanh bất động sản, thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước mà kết quả thanh tra đã nêu trên. Thực hiện đầy đủ báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai quyết toán và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Kế toán. Yêu cầu công ty thực hiện nộp số tiền thuê đất và tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy định xử phạt trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng đất đai, kinh doanh bất động sản, thuế của cơ quan nhà nước. Dừng toàn bộ hoạt động xây dựng khi chưa đảm bảo về thủ tục pháp lý, chủ động chấm dứt ký hợp đồng, chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khách hàng đã thực hiện giao dịch mua bán căn hộ, không để phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, công ty phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng đất đai của dự án, quản lý vận hành kinh doanh bất động sản theo đúng quy định.